Ngay sau đây chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên trong vòng thi đối mặt. Xin mời. Đinh Ngọc Thắng, 30 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp ngành nghệ thuật sân khấu tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành marketing, có thế mạnh về truyền thông đa phương tiện, lên ý tưởng và kế hoạch sản xuất TVC cho chiến dịch quảng cáo ô tô, 3 năm làm việc tại tập đoàn ô tô, hơn 2 năm ở vị trí quản lý, trưởng phòng marketing. Mục tiêu của tôi tới đây là muốn tìm kiếm một cái công ty và một người sếp mình có thể gắn bó lâu dài. Tôi luôn mong muốn ở một cái môi trường làm việc hoặc luôn cố gắng tạo được cái môi trường làm việc mình có sự hòa đồng, thoải mái và gắn kết hết mọi người. Phạm Thị Thúy Vi, 27 tuổi, đến từ Tiền Giang, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại tại Đại học Nguyễn Tất Thành, 2 năm làm việc trong ngành giáo dục, vị trí nhân viên nghiên cứu ứng dụng, hơn 3 năm làm việc trong ngành marketing với các vị trí nhân viên sáng tạo nội dung, quản lý truyền thông đa nền tảng, tham gia vào đội ngũ cốt lõi trong các dự án startup về công nghệ và kinh doanh F&B, đồng dịch giả quyển sách Khuất phục tử thần xuất bản năm 2020. Sắp tới đây thì tôi sẽ được đối mặt với các sếp thì tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Ngoài những yếu tố chuyên môn đặc thù về ngành nghề, tôi cũng chuẩn bị một cái tinh thần rất là lạc quan cũng như là tích cực để mong muốn là truyền cái nguồn cảm hứng này vào doanh nghiệp của các sếp cũng như là các sếp sẽ cảm nhận được cái khả năng cũng như cái năng lực của tôi và có một vị trí phù hợp trong doanh nghiệp của các sếp. Em chào các sếp, em là Thắng, năm nay em 30 tuổi. Em có khoảng hơn 7 năm làm trong ngành marketing và nhiều vị trí. Vị trí cao nhất em đạt được là vị trí trưởng phòng marketing, quản lý 16 nhân sự. Con số mà gần đây nhất em cho làm marketing là chuyển đổi, là ngân sách marketing cho khoảng 30 triệu, chuyển đổi doanh thu là khoảng từ 750 triệu cho đến 1 tỷ 2 cho ngành ô tô. Còn thế mạnh của em là thế mạnh về multimedia. Vì sao em mạnh? Vì thứ nhất là em tốt nghiệp trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh, nên là điện ảnh là một phần của em. Thứ hai là em có khoảng hơn 2 năm rưỡi về làm các hoạt động TVC concept hình ảnh cho một tập đoàn phân phối ô tô lớn nhất ở Việt Nam mình. Nên em có khá nhiều cái kinh nghiệm về làm video cũng như hình ảnh. Xin chào các sếp, em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Thúy Vi, năm nay em 27 tuổi. Em đã trải qua hơn 1/3 cuộc đời của mình với những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và em rất là tự hào về điều này bởi vì em đã trải nghiệm qua rất nhiều công việc. Thì em là nhân viên nghiên cứu ứng dụng cho một cái tập đoàn về văn phòng phẩm. Sau đó thì từ công việc này em thấy mình có nguồn cảm hứng đặc biệt đối với content marketing cho nên em quyết định chuyển hướng. Ở một cái vị trí gần đây nhất thì em được đảm nhiệm vị trí là CEO Assistant của một doanh nghiệp F&B về cà phê và homestay. Dưới cái sự hướng dẫn và hỗ trợ của CEO thì em được kiêm nhiệm thêm vị trí về nhân sự và quản lý vận hành cho doanh nghiệp. Bởi vì em đã sống trong cái vùng an toàn của mình quá lâu rồi cho nên em hy vọng hôm nay em sẽ thật sự có thể cống hiến vào cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. Em xin cảm ơn ạ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với chủ đề của chương trình. Xin mời. Có quan điểm cho rằng nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình. Bạn đồng tình hay phản đối quan điểm trên? Ánh đèn spotlight của trường quay sẽ chọn ngẫu nhiên ra ứng viên trình bày quan điểm đầu tiên. Xin mời. Vâng, như vậy là ánh đèn đã dừng lại ở Thúy Vi. Bạn sẽ là người trình bày đầu tiên và 2 phút dành cho bạn bắt đầu. Em hoàn toàn phản đối quan điểm này. Sếp và cả nhân viên đều phải là người xem lại mình. Thứ nhất là ở sếp, cái việc mà xem lại mình em không nghĩ đây là một điều tiêu cực mà nó còn mang cả yếu tố tích cực. Sếp có thể xem lại mình là mình đã quản lý nhân viên này như thế nào. Cái nguồn gốc, cái nguyên nhân dẫn đến cái việc nghỉ việc chưa chắc là do sếp, có thể là do những nguyên nhân chủ quan từ nhân viên, có thể là bạn đó có những cái định hướng công việc mới. Ngoài ra nếu mà vấn đề có thể phát sinh từ bản thân sếp thì cũng là một cái cơ hội rất là tốt để sếp có thể xem lại cái cách quản lý của mình cần điều
chỉnh như thế nào để không lặp lại cái lỗi này trong tương lai dành cho những cái nhân viên mới, dù là thích hay không thích nhân viên đó đi nữa, thì em nghĩ cũng cần hỗ trợ trong quá trình nghỉ việc cho nhân viên. Bởi vì khi mà ứng viên bước ra khỏi doanh nghiệp mà được sếp rất là hỗ trợ trong quá trình làm việc, sẽ tránh khỏi được những cái việc mà phốt về công ty và kể xấu về công ty cũ. Ngoài ra về góc độ nhân viên thì cũng cần xem lại là quá trình thể hiện của mình như thế nào, cái nguồn cơ mà mình nghỉ việc là do bản thân mình hay là do sếp, hay là những cái chính sách mà công ty đã không đáp ứng được nhu cầu của mình. Nhưng mà lúc đầu vào, người sếp đó là người tuyển dụng, nếu mà nhìn nhận không đúng thì nhân viên họ mới có những cái cá nhân mâu thuẫn phát sinh thêm. Chứ luôn luôn lòng người thì ai cũng có những cái ham muốn riêng, ai cũng muốn phát sinh thêm hết. Nếu nhân viên nghỉ việc vì cá nhân hay là vì khách quan hay chủ quan gì, sếp cũng có phải một phần trách nhiệm. Trong trường hợp này em nghĩ cả hai khía cạnh xem xét đều phải ở nhân viên và kể cả sếp luôn. Ở những cái giai đoạn đầu khi tuyển dụng, mình cần thiết phải làm rõ tất cả mọi thứ, tất cả những thỏa thuận, những quyền lợi mà nhân viên có thể nhận được khi vào công ty, và nếu mà tốt nhất thì hiển thực nó trên giấy tờ, sẽ là một cái điều xác minh, là một cái cam kết giữa nhân viên và sếp. Bạn nhân viên đó nghỉ việc thì có phải là lý do cho sếp hay không? Anh thấy là nó có liên quan đến sếp. Tại vì nếu mà sếp không nắm rõ những quy định, những cái benefit mà công ty có, mà để cho bạn ứng viên đó hiểu lầm, thì cũng một phần do lỗi sếp. Ngay sau đây sẽ đến phần trình bày quan điểm của Thắng. 2 phút dành cho em, bắt đầu. Em nghĩ là mình phải làm rõ câu hỏi xem lại mình là ở đây là xem lại như thế nào. Nếu xem lại mình là một cái lỗi để nhân viên nghỉ việc thì không nên. Nhưng nếu xem lại mình là một cái cân nhắc và một cái bài học để cho tuyển dụng lần sau thì nên. Có một câu nói là nhân viên không nghỉ việc vì công ty, nhân viên nghỉ việc vì sếp. Sếp là một người tác động rất là lớn với nhân viên của mình. Nếu một công ty nó không tốt, nhưng mà có một người sếp tốt thì vẫn có thể níu giữ tình cảm cũng như là công sức làm việc của nhân viên, vì họ có được một người thầy và một người anh dẫn dắt tốt. Nhưng mà nếu không có thì rất có thể sức khỏe doanh nghiệp sẽ đi xuống, tại vì sếp là người quản lý trực tiếp. Em nghĩ sếp luôn luôn phải cân nhắc khi mà một nhân viên nghỉ việc, cân nhắc những cái việc là bài học và cũng như cân nhắc cái khoảng thời gian tươi đẹp mình đã trải qua với bạn nhân viên đó, để sau này connect, nói chuyện lại với nhau như một người thân tình. Cái chuyện nhân sự ra vào là một chuyện rất là bình thường trong một công ty. Vậy thì sếp lúc nào cũng phải luôn luôn xem lại mình. Khi mà có nhân viên nghỉ việc thì thành ra nó sẽ tạo nên một cái cảm giác rất là tiêu cực và mất thời gian dành cho sếp, trong khi sẽ có rất là nhiều công việc lớn cần sếp phải giải quyết không ạ? Nếu mình đặt nó là xem lại mình là cái lỗi thì mình không nên xem lại, tại nó sẽ tốn thời gian và tiêu cực cho đến toàn thể cán bộ và anh em làm chung. Nên mà xem lại mình theo một cách cân nhắc, và đó là một cái bài học để cho tuyển dụng lần sau sẽ phù hợp hơn. Chứ không phải là xem lại một cách là bạn nó nghỉ việc là lỗi do mình. Thì như vậy nó sẽ thay đổi khá là nhiều trong cái không khí làm việc và cả cái môi trường. Thế đặt trường hợp là nhân viên có cái performance rất là tốt, cần nên xem xét, còn những nhân viên mà có cái biểu hiện không tốt thì mình không cần phải xem xét hay không? Nếu mà bạn đó đóng góp không tốt và có performance không tốt thì do người sếp không phù hợp, cân nhắc vị trí không đúng, chứ không phải là do bạn đó. Anh nghĩ ai cũng có giá trị riêng, một người lười biếng thì họ sẽ có cách làm riêng của người lười biếng. Thì anh vẫn sẽ cân nhắc là bạn đó đã đóng góp được gì, rút kinh nghiệm cho đợt sau mình sẽ tuyển dụng như thế nào phù hợp vị trí đó, và tại sao bạn đó có performance không tốt, anh vẫn sẽ cân nhắc nếu anh làm vị trí sếp. Tôi rất là cảm ơn cơ hội cho ai đã ra một cái chủ đề mà tôi nghĩ là rất nhiều doanh nhân startup và những bạn sếp ở cấp trung hoặc cao cấp sẽ rất thấy thú vị cái chủ đề này. Em đã từng nghỉ việc tại doanh nghiệp nào chưa và lý do nghỉ việc của em là gì, và khi rời khỏi doanh nghiệp đó thì em cũng đã từng bao giờ nói xấu sếp mình và doanh nghiệp đó chưa? Cái việc nghỉ việc thì em đã trải qua ít nhất là đã 3 lần rồi. Chị hỏi là em có từng nói xấu sếp chưa thì em chắc chắn là có. Mà ở đây đặc biệt hơn là em nói xấu sếp nhưng mà em nói thẳng với sếp luôn. Tại vì em cũng khá là thẳng tính. Và cái người sếp em muốn nhắc tới thì ở một công ty khởi nghiệp. Nhưng mà cái điều mà làm cho em bức xúc ở đây là anh đó đã đánh mất đi cái niềm tin của em rất là lớn. Và em xem anh đó hơn cả một người sếp, là một người anh của mình. Cho nên em quyết định là em sẽ nói thẳng với ảnh, anh nên xem lại mình. Bởi vì đồng ý là công ty startup thì sẽ đeo đủ những cái ước mơ rất là lớn lao của chủ doanh nghiệp startup. Tuy nhiên anh phải nhìn lại về bộ máy và cách vận hành, về sản phẩm của mình, quy trình nó như thế nào. Và anh phải nhìn lại anh em của mình đã cố gắng như thế nào, chứ anh không thể nào bay bổng với cái ước mơ của mình hoài được. Câu này thật sự nó khó với em. Từng nói xấu sếp chưa? Em nghĩ là có. Em từng có bản thời gian thanh niên trẻ nói xấu, bất đồng, nhảy việc. Con người mình ai cũng có lòng tham và doanh nghiệp nào cũng có vấn đề. Các sếp luôn có những câu chuyện riêng của mình mà các sếp không chia sẻ được. Hồi trẻ em đã từng có những nông nổi như vậy. Anh trở lại cái chủ đề này ha. Hai câu trả lời của tụi em thì câu
của Vi á là rất là nước đôi á, tại vì cái chủ đề này cũng tranh cãi mà, thì trả lời sao cũng được. Anh nghĩ 100% là sếp sai hết á. Em trả lời cho anh coi là có trường hợp nào lúc nhân viên nghỉ việc á là sếp không sai không? À, cái việc mà sếp không có lỗi nhưng mà nhân viên vẫn nghỉ việc thì bản chất là như vậy. Em nghĩ rằng sẽ không có một nhân sự nào từ chối một cái môi trường làm việc tốt cho bản thân mình cả. Một khi nghỉ việc thì chắc chắn là cái môi trường đó nó có vấn đề. Thì nếu mà vấn đề không phải tự do sếp thì mình phải xem lại sếp đó là sếp nào. Có thể là sếp trực tiếp hoặc là sếp cấp trung và sếp cấp cao hơn nữa. Thì có bao giờ sếp không sai không? Sếp không sai thì có nghĩa là vấn đề không phải đến từ sếp mà có thể đến từ những cái chính sách, những cái cơ chế hoạt động, những quy trình thuộc về doanh nghiệp vừa cho em. Nghĩ vậy lâu lắm. Thế thì anh muốn chia sẻ vậy nè. Sếp sẽ luôn luôn có sếp của sếp, đúng không? Ngay cả tổng giám đốc hay gì thì cũng sẽ có hội đồng quản trị. Thế thì nếu mà anh nhìn từ phía góc cạnh của công ty, đối với một sếp nào đấy mà có một nhân viên nghỉ việc, có nghĩa là sếp đó đã làm mất 2 năm cơ hội của công ty đó, 3-6 tháng để tuyển được người, 3-6 tháng để coi người đó làm việc được hay không. Thấy không làm được 3-6 tháng để người đó bắt đầu lục đục xin nghỉ hoặc là cho người ta nghỉ, 3-6 tháng để tuyển người khác. Em hiểu không? Thế thì đối với một người sếp mà để cho nhân viên mình nghỉ, tức là đã là mất 2 năm cơ hội của công ty đấy, và là 2 năm cơ hội của một người khác có thể tốt hơn, phù hợp công việc đó hơn, thì đó là cái cách nhìn của một nhà quản lý từ trên cao nhìn xuống. Thì thấy à, có thể là họ không sai đứng về mặt là phát triển nhân viên hoặc là quản lý nhân viên, nhưng đầu vào họ chọn sai. Hoặc là họ không sai về việc là phát triển nhân viên nhưng họ không giữ được nhân viên đấy. Thì trong quá trình mà em thấy là rất nhiều những công ty nhân sự mà làm ra những cái câu hỏi tại sao một nhân viên rời khỏi công ty, hoặc là tại sao một nhân viên tham gia vào một công ty, nó có 100 lý do rồi. Họ xếp hạng thứ nhất là tiền lương, rồi lương bổng hay là phúc lợi. Cái số 2 nó sẽ đến từ việc là cái cơ hội phát triển nghề nghiệp, cái môi trường làm việc. Cái thứ 3 là sếp, cái thứ 4 vân vân. Nhưng mà gom lại hết á, nó sẽ là 3 yếu tố của công việc nhân sự. Thứ nhất là em tuyển được người, thứ 2 là em phát triển được người đó, và thứ 3 là nhân sự sẽ phải giữ được người đó. Thì coi trong 3 quá trình đấy chỗ nào sai, mà sai một cái là sẽ mất 2 năm. Hỏi cho Thắng thì anh thích cái cách tiếp cận của em rất là thực tế. Và nếu em là sếp, rất là không ai nghỉ hết, hay công ty em không ai nghỉ hết, em có cần xem lại mình không? Chứ giờ đừng tưởng nghỉ ít là hay đâu. Vâng. Không ai nghỉ hết mới mệt. Cũng căng. Cái đấy cũng căng, vâng. Nếu mà một công ty không ai nghỉ việc thì mình nên nhìn nhận lại mình khá là nhiều. Có 2 vấn đề. Thứ nhất là sức khỏe doanh nghiệp sẽ không có. Tại vì theo nhu cầu tháp sinh học thì lúc nào cũng phải có đào thải. Có phần phát triển già đi thì phải có phần trẻ phát triển lên. Thì một doanh nghiệp cũng giống như là một quần thể, một con người, thì sẽ có những bộ phận già đi, yếu và phải cần thay đổi. Thứ hai, nếu mà một doanh nghiệp không có người thay đổi thì sếp phải là người ra đi. Tại vì sếp không tạo được cái sự thay đổi cho một doanh nghiệp của mình. Nên vấn đề mà thay đổi con người và có đào thải nhân viên, sa thải là một cái quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng mà sếp vẫn phải nhìn lại nếu nhân viên công ty không có sự thay đổi. Tôi thấy là bạn Đinh Ngọc Thắng cũng thay đổi vị trí công việc khá là nhiều và bạn khá là đa năng. Bởi vì bạn tốt nghiệp cao đẳng sân khấu điện ảnh cho nên bạn có tư duy về multimedia, bạn biết cách dựng, bạn có thể có vai trò của một biên tập. Đồng thời bạn cũng có cái kỹ năng của marketing nữa. Nhưng cái vấn đề mà tôi muốn biết trước khi tôi quyết định là tôi có nhận bạn về doanh nghiệp của mình hay không á, đó là bạn đang tìm kiếm cái điều gì? Em nghĩ ai đi làm đều vì 2 thứ, một là vì danh, hai là vì lợi. Hiện em đang muốn là vì danh. Em đang muốn là một con người mà gắn bó với một doanh nghiệp. Và sau này khi doanh nghiệp phát triển lên thành một tập đoàn thì em sẽ là người ta nhắc đến, đóng góp của tập đoàn đó. Các sếp bây giờ sẽ đưa ra bình chọn của mình. Xin mời các sếp. Và chúng ta hãy cùng xem kết quả bình chọn. Xin mời. Vâng, như vậy là một kết quả rất xích sao. 4/7 dành cho bạn Đinh Ngọc Thắng và 3/7 dành cho bạn Thúy Vi. Vâng. Cho tôi được có một vài lời với Thúy Vi nhé. Anh cũng là cái người đã vote cho em.
Và anh có một cái lời khuyên với em như vậy nè. Em không cần thiết phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đối với anh, cái cách để phát triển bản thân không phải là bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi vì chúng ta chỉ làm tốt nhất những gì ở trong vùng an toàn của mình thôi. Cái điều em cần làm đó là phải mở rộng cái vùng an toàn của mình ra, thay vì bước ra khỏi nó. Cho nên là anh hy vọng là ở ngày hôm nay anh không có cơ hội được ký hợp đồng trực tiếp với em tại đây, thì sau ra ngoài chương trình anh muốn làm việc với em để anh sẽ giúp em mở rộng cái vùng an toàn của mình. Cảm ơn Quốc Tiến.